rất là quen mặt với chúng ta. Anh xuất hiện rất là nhiều trong các chương trình truyền hình, game show cũng như là các web drama của các nghệ sĩ nổi tiếng khác. Anh cũng là con trai của nghệ sĩ Duy Phương và nghệ sĩ Lê Giang. Quý vị biết ai chưa ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn và lớn nhất trên này cho danh hài Duy Phương. Hello. Lời nói đầu tiên cho phép Duy Phương xin gửi lời chào trân trọng tất cả đến cô chú, anh chị và các bạn, là cái chú sức khỏe, lời chào cho trong nhất, vỗ tay được không cả nhà ơi? Nghe còn nhỏ quá, vỗ tay lớn không cả nhà ơi? Quá đã luôn, nghe vỗ tay đã kéo quần khác tới sáng luôn. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, cũng xin cảm ơn ca sĩ Khu Huy Vũ đã tạo điều kiện cho Duy Phước ngày hôm nay đến đây gặp tất cả quý vị. Bây giờ quý vị có sẵn sàng chém với Duy Phước của tối ngày hôm nay chưa ạ? Bây giờ Duy Phước kêu cả nhà, Duy Phước kêu cả nhà ở dưới có thể ơi một tiếng thật to được không ạ? Cả nhà ơi! Nhỏ quá, nhỏ quá, nhỏ quá. Cả nhà ơi! Quá đã luôn. Và bây giờ một ca khúc đầu tiên xin gửi tặng tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Bài hát được mang tên Em Đừng Đi. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Người cô đơn nha. Người hơi đặt thơ rời xa, để anh vẫn cô ca giữ em lại. Bài hát chưa ấm áp tình yêu của anh. Anh xin trao cho em hỡi. Anh sẽ chẳng đi xa chẳng lâu. Quỳnh, một tràng vỗ tay thật to nữa cho Duy Phước được không cả nhà ơi? Ông hồn lớn nhiều. Lại nhổ con khùng gì đó.
bây giờ Duy Phước vừa hát vừa xuống giao lưu chụp hình với tất cả mọi người được không ta? Bên nào vỗ tay to nhất qua mình nói trước à? Mọi người có thể chuẩn bị điện thoại của mình được không ạ? Chuẩn bị điện thoại nhá. Phút được không? Người ta đã cùng ai chẳng yêu thương xin em nữa rồi. Từ dừng thấy buồn lấy khi tưởng em vẫn đang yêu đắm say. Em ơi dù có ai hay trừ đời. Một đêm khe đêm được quen thấy tình em cô đơn buồn tay giữa bố. Chưa nói được đâu mà em đã lòng đành lệ buồn. Vì xa em còn thanh cứ làm nhìn bao lâu để mong ngắm đêm. Sẽ lên phải nói điều này với em. Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai. Phải ra đi thôi em ơi. Cho có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phải. Còn hơn yêu kéo chi hay đây đang một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. Xoay lên. Quý vị ơi, bây giờ Duy Phước đi từ dưới kia lên nha. Duy Phước chụp hình với từng bàn luôn nha. Quý vị có thể chuẩn bị điện thoại của mình nha. Anh chúc em.
luôn đợi được tôi đến môi. Yeah! Yeah! Bạn ơi đừng nghĩ nữa, nhà mình còn gì đâu. Có mới con quay tàu mà cũng là em đi để bật cá 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 cá. Hết vỗ tay. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn em dễ thương quá.